cô đẹp quá trời luôn. Nước lèo này ở đây hôm qua mình ăn rồi các bạn, nên hôm nay mình quyết định đến đây á, mình thấy ngon lắm, mình đến đây mình quay phim để chia sẻ đến các bạn. Nước lèo của cô ngọt theo dạng thanh các bạn, cái mùi mắm nhẹ nha. Và đó là phần nước lèo. Và đây là phần topping của quán. Bây giờ mình nhờ cô giới thiệu giùm mình cái phần topping. Dạ cô ơi, con nhờ cô giới thiệu phần topping này là gì cô? Cái này là bò gân con. Dạ bò gân nè. Dạ trong này là giò. Dạ giò. Nạm. Dạ chả cua. Cái chả cá hả cô? Chả này chả thịt heo, chả quế. Thịt heo, chả quế. Giờ tại vì hồi xưa người ta làm cây phải cối lá đó. Hôm qua con ăn cái chả này ngon lắm luôn nè. Con bây giờ dạ. Ừ, có đụng con không cô? Dạ đó là phần tiếp pin hết các bạn. Mình đứng đây cái mùi bún bò thơm. Dạ bây giờ chúng ta sẽ xem cô làm bún nha. Dạ một tô bao nhiêu tiền cô ha? Đầy đủ hả cô? Tô nhỏ là 55. Hôm qua con ăn là tô nhỏ hả? À, tô lớn. À đây cô có hai size hả cô? Cô có 3 size. Có loại 70 là đặc biệt. Rồi đặc biệt là 70. Dạ con nhờ cô nói thời gian bán đi. Cô bán từ 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm. 5 giờ chiều 12 giờ đêm, ngày nào cô cũng bán hết các bạn. Chỉ có về việc khi nào lâu lâu thì cô mới nghỉ thôi. Giò chả chứ không phải bò. Hai nạm chả một đầy đủ về rau trụng. Hai nạm chả một đầy đủ là ba. Dạ cái đó là nạm hả cô? Cái này là nạm hả? Cái nạm nhìn hấp dẫn quá các bạn. Dạ cô ở đây mình địa chỉ nào cô ha? Địa chỉ của cô là số 1A công trường Hòa Bình, phường 19, quận Bình Thạnh. Dạ. Cái đầy đủ này. Ở đây giò cũng có mấy loại giò cô? Giò hả cô? Dạ, có phanh nè, có móng không cô? Có không? Bữa nay có này. Đẹp có móng. Dạ. Bữa nay có bữa, bỏ. Giò gân, giò nạm. Thì hấp dẫn không các bạn? Con ngồi đâu được cô? Bên kia được kìa. Chờ xíu ăn đèn dọn kia rồi ngồi em. Hả? Con cho con một bò gân ít phút. Một bò gân ít phút. Rau trụng hả con? Không, không ăn rau. À, không ăn rau à. Rồi, số 1 ăn gì hả hai? Con đầy đủ không giả hả? Đầy đủ không giả với cái tái giò. Tái giò. Của con 155 đi. Tái giò con một cục bự không? Cục bự gì rồi? Có giá tiền có khác không cô? Cái này là 70 con. Dạ 70. Còn bình thường á thì 50. Dạ. Còn mấy cái phần này nè thì 60. Dạ. Phần nãy tôi bán đầy đủ lắm. Dạ. Cái thao thịt gân nó ngon lắm nha các bạn, hôm qua mình ăn rồi á. Qua lần đầu tiên mình đến đây mình ăn nè, mình thấy mình kết luôn. Hôm nay mình quyết định mình làm cái clip này mình chia sẻ đến các bạn bún bò. Các bạn nào mà thích ăn bún bò đừng bỏ qua cái clip này nha. Ở đây cô bán rất là sạch sẽ. Và đây là không gian của quán nè các bạn. Cô bán ở chợ Thị Nghè. Và đây là trụng được không? Ừ. 70 đó hả cô? Ngồi bát ngát vậy. Size lớn luôn cô ha.
cái nước lèo của cô nó đặc biệt lắm các bạn. Nước lèo của cô á, nó ngọt theo kiểu thanh thanh mà nó không bị hăng mùi mắm cô. Dạ. Dạ đúng rồi. Hôm qua cô ăn cảm nhận được là ít gia vị nữa các bạn. Cô nấu ở đây ít gia vị nha. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Hôm qua cô ăn mùi mắm nó nhẹ nhưng mà thơm nha các bạn. Đường Phan Văn Hăng, đường Phan Văn Hăng, chợ Thị Nghè nhé. Ở kế bên là có mình đến đây ăn, mà ở bên kế bên mình có sinh tố luôn. Ở đây các bạn đến đây ăn các bạn vui lắm các bạn. Tại nó gần chợ rất là nhộn nhịp. Hôm nay trời mưa, chiều nay trời mưa các bạn ơi. Cô là chuyên trong bún hả cô? Ở đây mấy cô bán rất là vui vẻ các bạn. Thế cô đang sắc đây là chả cua hết các bạn. Ở bún bò mình tên gì cô? Có tên không cô? Dạ. Dạ một phần như vậy nhiêu tiền cô? 40 bò chả. 40 mà ăn ngon ngắt ngay luôn nha các bạn. Cô rửa sạch cái hộp điều xong rồi cô làm cái nước màu ra là nó không có đậm màu như người ta thì thôi để người ta làm mà ta mua ở chợ về ta làm bình thường, nhưng mà cô rửa cô phơi sạch sẽ cô mới làm ra cái màu nó không có đậm. Dạ đúng rồi, nhìn cái màu như vậy thôi nha, nhưng mà khi múc ra tô á nó bình thường lắm cô, mà nó thơm bò. Ở đây ăn vui lắm nha các bạn, gần chợ vui lắm. Có con đường trên màn hình của các bạn là đường Phan Văn Hăng. Ở bên cầu Thị Nghè chúng ta chạy qua là nằm bên tay phải ha các bạn. Cô, cái chả này cô làm nhà hả cô? Hay là cô lấy? Cô lấy hả? Mà ngon quá ha. Tại vì hồi đó giờ lấy mối hả cô hả? Ở đây cô không để cái tô màu để phân biệt hả cô? Không. Có nhiều chỗ con thấy bán ta để cái tô màu để ta phân biệt tính tiền. Phân biệt hả? Dạ. Cái này cô phải nhớ hả ta? Có cái tô 60 là cái tô bông nó khác. À dạ. Có tô 70 là tô bự. Dạ dạ. Chứ hồi cách đông quá con biết tính nhiều. Mình đâu nhớ nổi. Lúc này già rồi quên. Dạ hay quên.
ba bịch mang về các bạn. Cái này là nạm chứ không phải là bắp không cô? À, nạm mà nhìn thấy nó hấp dẫn quá ha. Nó có cái gân gân. Ủa cái nồi nước đèo đó bán tới phi không cô? Cô phải chăm thêm chứ đúng không? Dạ. Bởi vì con thấy nó đâu. Em trái kia gì vậy? Làm cho mua, cho mua lại cho mua. Sẽ kết thúc video ở đây ha các bạn. Các bạn nào mà thích ăn món bò thì mình đến đây mình cảm nhận thử ha, mình thấy ngon lắm á. Các bạn ơi, các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh mình để ủng hộ mình ha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.